bạn biết là ai luôn á. Wow. Cái đó bạn biết là ai. No, God, please, no, no. À, thì như là anh này đúng không? Anh này đúng không? Ok. Chạy, chạy đéo, chạy đéo, chạy. Không, không, không. Đây là người nhà của anh mà em. Hả? Chú cho anh biết con gì có mấy chân, con gì có mấy chân. What? Con gì có mấy chân, con gì có mấy chân. À, nhưng mà chú hỏi các bạn là tại sao là chú Quán Ếch lại làm chi? Chị gặp các bạn ở đây hả? Giao diện lạ thì cấu hình quen lắm nha. Lại đi, lại đi. Các bạn không nhận ra mình à? Ủa? Cái bạn mà bạn đòi hung quá, cái bạn bạn đòi hung quá. What? No! Phải không nè? Mình là John Chu đây. John Chu đây. Bạn ơi. Sao giao diện lạ vậy? Sao bạn ra nông nổi này? Thì chỗ nãy á là cái anh Huy kia anh đi gặp mấy đĩa bay xong rồi anh bị bắt lên, xong John Chu cũng bị bắt lên, xong rồi John Chu xuống đây, John Chu như vậy luôn. Ê. Cho kiểm tra. Cho đi ói cái đó. Sao nói John Chu như vậy? John Chu chọn tổng thống. John Chu chọn tổng thống. Cho mình hỏi là hồi nãy là trong lớp mình có một bạn đòi hung. Không, nhưng mà gu John Chu không phải anh này. Yeah. Gu John Chu mấy anh sáu múi giống như cái anh dẫn chương trình hồi nãy á, cái anh quán trò hồi nãy cơ. Dạ anh sáu múi. Ói tiếp. Sao lại đối xử với John Chu như vậy? Như vậy. Ok, bây giờ các bạn đã sẵn sàng để chơi trò chơi thử thách tiếp theo chưa? Nhưng mà chưa hôn mà. Chưa hôn. Hôn đi mới chơi. Hôn cái đi. Không được, bây giờ nếu mà hôn thì ba mẹ John Chu buồn lắm. Đúng rồi. Thôi bọn mình chia cho anh thấy. Vậy thì John Chu miễn cưỡng nha. Dừng lại. Thật ra thì khi mà hôn thì John Chu đổi gu. mặn mặn chua chua. Hả? Hôm nay bạn phải hát bài nè, việc cô có anh, việc
cô cứu anh. Cái gì vậy ba? Cho chưa không biết bài đó. Ờ, nhưng yeah, mà nãy giờ các bạn chơi cái gì vui ở đây quá vợ? Chơi gì á? Chơi ông số một. Chơi gì? Đánh bài hả? Không. Coi tử vi. À coi tử vi hả? Junju cũng muốn coi. Junju cũng muốn coi. Thôi bây giờ đổi Junju biết nha. Đổi Junju biết con gì có mấy chân? Con gì có mấy chân? What? Con gì có mấy chân? Con gì có mấy chân? Là con gì vậy? Một. Này vậy thì câu này dễ hơn. Một cộng mấy bằng bao nhiêu? Cái gì vậy anh ơi? Không, câu này dễ nữa nè. Ai tạo ra cái đó vậy? À, nhưng mà chú hỏi các bạn là tại sao là chú ăn hết tới lại làm chi? Nhưng mà chúng ta trả lời đi, chúng ta phải trả lời xong mới trả lời. Ok, bây giờ chúng ta vào chương trình luôn đi ha. Anh tới với em đây. Tới bà nữa đó. Tính giờ rồi đấy. Tính giờ rồi má ơi. Rồi, lên đi. Ủa, alo. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Ủa là sao? Alo. Phụ kéo bây giờ mà kéo đừng có đụng tôi. Mày không làm chịu khó. Kéo cái vali thôi. Alo. Nè cái cái mã đây nè má. 331 đúng rồi. Đừng ai đụng tôi nha. Rồi ok. Chạy đi. Không. Đây là người nhà của anh mà em. Hả? Ghê à? Ủa? Ủa? Ghê à? Ủa? Ủa sao cơ cấu quá vậy? Ủa là thật không hả? Cái gì vậy? Đây là thẻ trọng tài. Ủa rút cuộc tại sao? Đây là sự có lợi của người nhà. À, nhà Dông Chu có đội vệ sĩ. Chứ mời đội vệ sĩ à. Xin mời. Đó cho thấy cái sự chuyên nghiệp của gia đình chúng tôi.